Hello anh em. Vâng, và bây giờ thì hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2024. Thì cửa hàng chúng em hôm nay là một cái video vui vui nhá, giới thiệu cho anh em các mặt hàng máy mới mà cửa hàng chúng em hôm nay để cho anh em là giá hạt rẻ luôn. Đấy, giá là hạt rẻ luôn nhá. Đấy, video này là toàn là máy mới nhá anh em nhá, để cho anh em nhu cầu nào về sử dụng ít, sử dụng gia đình, hoặc là anh em nào muốn một chiếc máy cắt cỏ chất lượng đây. Và đây đều là những sản phẩm đã kiểm định chất lượng rồi. Đấy, trên thị trường và bây giờ rất là nổi tiếng trên thị trường nhá anh em nhá. Để cho anh em giá thì chỉ có từ 550.000 đổ lên thôi anh em nhá. Có hai chiếc máy cưa và hai mẫu máy cắt cỏ. Đấy, để cho anh em nào mà về sử dụng gia đình và có một chiếc bình điện nhá anh em nhá. Hôm nay có 5 chiếc này. Và bên em ấy, xem video ngày hôm nay thì không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Anh em cứ xem trên video, cảm thấy đúng như trên video anh em nhận hàng thanh toán là được anh em nhá. Đấy, đánh dấu ký tự là lô chữ N, N1, N2, N3, N4, N5. Tại sao mà em lại đánh dấu cái N này này? Thì nhiều anh em xem video của em là biết rồi đúng không? Ví dụ là anh muốn mua cái bình điện này rồi thì anh chỉ bảo là anh muốn mua cái N1 là được anh em nhá. Để cho thuận tiện cho bên em, để nói cho nó dễ và bên em cho nó dễ hiểu anh em. Đấy, và đây là giá thành của cây máy nhá. Đấy, đây là 550k này, đây là một củ 150 này, đây là 1250 này. Đấy, 1.250.000 nhá, đây là 1.400.000 này, đây là 1.950.000. Đấy, công khai luôn, giá thành trên video anh em mua bán rất là dễ và đơn giản nhá. Đầu tiên là một chiếc bình điện này. Bình điện thương hiệu này, hàng này thì nó là hàng chất lượng cao, bình điện này 20 lít, Japan chất lượng cao nhá. Đấy, hàng này nó rất là dày dặn và chắc chắn luôn anh em. Rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Em cam đoan cho anh em, nếu mà anh em ra ngoài cửa hàng mua con này phải tầm khoảng 800. Nhưng mà lên like để cho anh em này giá như giá xỉ luôn nha. Đây, đây là phần này, sạc của nó này, công tác này, đấy, volume tăng chỉnh to nhỏ này. Và có cái nắp để nó bảo vệ ở đây. Đấy, đây là cái đồng hồ để đo này. Đấy, đo lưu lượng của nước này. Và đây, bên trong là phụ tùng của nó, hết là ở bên trong này rồi nhá. Phụ tùng của nó thì em đã để sẵn ở bên trong rồi, bao gồm là có cả cái cần bếp rồi cục sạc đồ linh tinh nhá, đầy đủ hết nhá. Đấy, 550k thôi. Đấy, lại còn bao ship nữa. Tiền ship bây giờ là gần 100.000 cho cái bình điện này rồi nhá. Nên là anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho bên em. Anh em nào về xịt rau, xịt vườn đồ linh tinh, đây là dây đeo của nó này. Đây là dây nước ra của nó này. Đấy, cam đoan cho anh em là hàng tới tay đều là chất lượng nha, và chính sách bảo hành 6 tháng cho anh em. Cái này là sẽ bảo hành 6 tháng đầy đủ nhá. Đây, và bây giờ thì em sẽ cho anh em nghe này. Đấy, đó, thấy không? Nước lên đầy đủ hết nha anh em nhá. Con này thì 550k thôi, để cho anh em về xịt vườn rau, đối với tinh xịt thuốc này. Đấy, anh em là phụ nữ đeo tầm khoảng 20 lít thì cũng nhẹ nhàng, rất là phù hợp. Rồi, kế tiếp là một chiếc máy cưa xích. Con này thì nó lên là hàng máy to để khai thác. Đây thì lên phiên like video để cho anh em giá là như là giá xỉ luôn nhá. Chứ anh em mua ở ngoài cửa hàng không bao giờ có cái giá như thế này đâu ạ. Và đầy đủ bảo hành 6 tháng nha. Cưa xích Kamatsu KM7003, con này là nòng của nó là 45mm, công suất là 54cc. Đây, lam của nó sẽ dài 55cm anh em nhá. Xích là xích 34 mắt xích. Con này thì cho anh em về cắt cành, cắt hạ gốc cây. Anh em là sử ít lâu lâu bỏ sử dụng là lần hai lần ấy, lâu lâu tháng có là cắt lần thì làm con này cho giá thành nó vừa phải. Đấy. Con này thì độ bền của nó vẫn rất là bền nhá, không phải lăn tan luôn. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Nòng 45mm. Đây, hàng này thì hàng chủ công ty nên là có cái tem mã của nó này, dập tại lốc đầy đủ hết này. Đấy, có mã số từng con một nhá. Đã được kiểm định và kiểm chứng rồi. Nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm mà về sử dụng đi ạ. Con này thì cửa hàng chúng em thì bảo hành 6 tháng cho anh em. Đấy, 1.150k cho con N2 thôi nhá. Đấy, nổ nói chung là cũng rất là êm ái và khỏe. Dòng này thì anh em về cắt gốc cây đồ linh tinh thì khỏe lắm anh em. Đó. Rồi, con N3 là một chiếc máy cưa tay cụt. Con này thì nó là hàng máy cưa tay cụt mini cho anh em về cắt cành tiểu nhánh leo trèo trên cao này. Với cái tần suất thế ạ mà anh em sử dụng gia đình cắt cành tiểu nhánh, cắt tỉa cây cảnh, thay vì anh em lựa chọn máy cưa điện ấy thì anh em lấy cái con này đi. Đấy, con này đi xài ngon hơn anh em nhiều. Dòng này thì nó là dòng động cơ xăng pha nhớt nha, giá 1.250.000 nhá. Giá thành thì chỉ ngang một chiếc máy cưa điện thôi. Nhưng mà dòng này vòng tua rất là khỏe.
cắt những đường kính khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại đấy anh em nhá. Đó, rất nhẹ nhàng, sử dụng là hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này anh em. Đó, ra test nổ cho anh em nghe qua này. Đó, riêng chỉ có trên video hôm nay thì em mới để cho anh em cái giá như thế này nhá, chứ còn mà em đảm bảo nếu mà anh em mua ngoài cửa hàng không bao giờ có cái giá như thế này luôn, cam đoan cho anh em luôn, giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, con này thì là 1.250.000, con này thì về cắt như khung gỗ bằng cái phích nước đổ lại này, leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh, cân nặng khoảng tầm 3 kg thôi. Rồi, và bây giờ là lên hai con máy cắt cỏ cho anh em. Đấy, giá thành thì anh em khỏi phải lăn tan rồi, giá thành thì anh em khỏi phải lăn tan rồi. Rồi, con này này, con này là 1.400.000 thôi này anh em ơi. Con này là 1.400.000 thôi này, vẫn đảm bảo chất lượng cho anh em và đã được kiểm định chất lượng rồi. Bên em thì bán lâu năm rồi nên là cái độ uy tín thì anh em khỏi cần phải bàn rồi, đúng không? Đấy, có sao thì em sẽ nói vậy. Nếu mà không uy tín thì sao bán được hàng tới bây giờ. Đấy, con này ấy, thì nó là máy mới 100%, máy cắt cỏ này nòng là 36mm, công suất là 33cc, Fukiwa 330 này. Hôm nay để cho anh em là 1.400.000 thôi anh em nhé. Đấy, anh em xem video này là cái hữu duyên, anh em cảm thấy mà ưng rồi ấy, thì nhấc máy ngay và gọi cho bên em. Đó, đây cho anh em nhìn phần cùm tum này, tum côn này. Con này sử dụng là côn to nhá, côn to nhá. Và cái này là cần riêng này. Cần riêng, cục máy riêng. Đấy, cần đấy. Cho anh em nhìn phần tum côn này, rất là dày dặn và chất lượng luôn anh em nhìn thấy chưa? Đấy, anh em nhìn này, phần cùm này. Anh em nhìn cùm nó thiết kế không? Đấy, hàng này thì đảm bảo chất lượng cho anh em, nó xài rất là bền nhá. Đó, và có cái đây, cái ruột gà đây để đảm bảo với dây ga này, không có bị tình trạng là bị nước nó vào nhá. Đấy, con này thì ấy, nó sử dụng này, chân chống là chân chống bảo vệ cái bình xăng, là chân chống sắt luôn nhá. Đấy, thấy không? Nên là rất đảm bảo chất lượng luôn. Fukiwa, tên máy là Fukiwa, hôm nay để cho anh em là 1.400.000 thôi anh em nhá. Hoàn toàn bao ship cho anh em đây, cái bản cái này là cái chắn cỏ đây, chắn cỏ là chắn cỏ to bản luôn nha anh em nhá. Máy mới 100%, anh em có thể dễ dàng về sử dụng. Đấy, xài gia đình cũng thoải mái, hợp lý luôn nhá. Thấy không? Đấy, nổ cũng rất là ngon và đảm bảo cho anh em luôn. Nên là anh em lấy con này về xài cắt gia đình ấy, hoặc là anh em phụ nữ lớn tuổi rồi ấy, thì đeo cho nó nhẹ nhàng anh em nhá. Làm cắt cỏ vườn nhà đối linh tinh cho nó nhẹ nhàng. Con này thì cân nặng khoảng tầm 5kg, 5,5kg thôi. Rồi, và bây giờ cuối cùng này là một con máy cắt cỏ to cho anh em chuyên về sử dụng đợt phát cước. Ui sổ, con này thì to rồi. Con này là máy 541 nhá. Tên máy là Huquama 541, tích hợp chụp giật trợ lực này. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất là 41cc. Giá hôm nay để cho anh em là 1.950.000 thôi. Anh em thấy hữu duyên chưa? Đấy, chế zin 3 Master Pro, hốc xăng như người, một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng nếu mà phát dao thôi. Phát cước là tầm khoảng 3 lít xăng trên một ngày, phát tẹt ga luôn nhá. Chân chống là dạng chân chống sắt luôn này. Đây anh em nhìn, chân chống bảo vệ bình xăng cũng là chân chống sắt luôn nha. Rất là chất lượng. Đây, côn là hệ côn to. Tay ga là tay ga Nhật. Anh em thấy tay ga này này, tay ga này này. Đấy, mà cái thằng Nhật Bản ấy giờ nó cũng chỉ là ra mấy cái tay ga như thế này là VIP nhất thôi. Cái tay ga này nó bóp rất là nhẹ nhàng mà không có tình trạng bị đau tay luôn anh em. Bóp cả ngày không có đau tay luôn anh em nhá. Bởi vì đấy, cái này này nó được bóp bằng cả bàn tay. Đấy, anh em xài nhiều không? Chứ không như kiểu là mấy cái bóp thì được một ngón thôi, rất là đau tay. Đấy, con này anh em nào mà chuyên về sử dụng đập phát cước rãy nương nhiều đây, anh em nào khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực ở trên vùng trên vùng cao, khu vực Thái Nguyên hoặc là Phú Thọ đồ linh tinh ấy, đấy, làm rãy nương nhiều, anh em có thể lựa chọn mấy con này. Con máy này vẫn là cần rời nhá, tum là tum rời này. Đấy, có thể tháo ra và đến nữa lấy cục máy độ chế rất là nhiều thứ. Đây, cho anh em nhìn phần đầu bò này. Đầu bò nó đây, đầu bò rất là dày dặn và chất lượng nha. Rồi, con này thì để cho anh em 1.950.000 thôi, chỉ có trên video này mới có cái giá như thế này nhá. Đó, nghe rất là ấm này. Nổ nghe rất là sướng rồi. 1.950.000 đấy cho cái con D5. Rồi, hôm nay là giới thiệu cho anh em là 5 chiếc máy. Anh em nào mà muốn mua máy cưa thì có thể tham khảo hai cái mẫu này, vẫn là đảm bảo chất lượng nha, bảo hành 6 tháng. Máy cắt cỏ bên em có hai loại như thế này, rất ngon lành, vẫn bảo hành 6 tháng, bình điện nữa. Rồi, anh em cần đang cần tìm cái loại nào ấy thì liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng nhá.